Hi, xin chào mọi người nha. Chào mọi người đã trở lại với channel của mình AVN Vlog. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm nét ảnh và những cái hình ảnh mà các bạn chụp cách đây rất là lâu rồi, thì lúc đó thì độ phân giải rất là thấp. Rồi những cái hình ảnh mà các bạn chụp bị thiếu sáng hay là bị ao nét, hay là nó dẫn đến cái hình ảnh nó mờ, nó nhòe đi ha. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục nhé. Nhưng mà khắc phục thì có rất là nhiều ứng dụng và phần mềm trên mạng nó cho ta cái việc làm nét ảnh như vậy, nhưng mà mình đã lọc ra, mình chọn một cái ứng dụng tốt nhất mình chia sẻ cho các bạn, và cái ứng dụng đó là ứng dụng như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành nhé. Và sau đây mình sẽ lấy hình của vợ mình làm hình mẫu ha, tại vì cái hình này mình thấy nó bị mờ, bị nhòe hết rồi đấy, nó chụp cách đây bằng điện thoại cũng lâu rồi ha. Và bây giờ mình sẽ lấy hình này để hướng dẫn cho các bạn cho nó cụ thể ha. Sau khi chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta sẽ được cái hình như thế này ha. Đấy, như thế này thì chúng ta đã thấy nó ok rồi đúng không? Đó, thì độ nét, độ chi tiết lên đã rõ ràng rồi ha. Rồi viền mắt cũng đã hết đỏ rồi. Đấy. Và tiếp theo là như thế này. Đấy, như thế này thì mình đã thay đổi hoàn toàn cái bộ trang phục của vợ mình ha, bộ bikini của vợ mình rồi. Đấy. Đó là preset thôi, rồi thay quần áo thôi. Đó là cái này thì trên Photoshop, còn ở trên ứng dụng này nó chỉ làm được tới đây ha. Đó, nó làm được tới đây, ok ha. Đấy, rồi sử dụng ứng dụng thì nó làm tới đây thôi ha. Rồi bây giờ làm như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành ha. Rồi đầu tiên các bạn hãy tải cho mình một cái ứng dụng có tên gọi là Snap Edit. Đây mình có dùng nhiều phần mềm lắm, như là AI Photo này, cái thằng này cũng là làm nét ảnh nè. Đó, nhưng mà mình sử dụng thì mình thấy cái Snap Edit này là ok nhất à, thì mình mới chia sẻ cho các bạn. Đấy, các bạn hãy tải về và phục hồi những ảnh mà các bạn bị mờ, bị nhòe hay là bị như thế nào ha. Thì cái này thì có tính phí ha, nhưng mà trong này thì khi mà chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta xem quảng cáo thì lại hết phí thôi. Sẽ tại vì chúng ta xài miễn phí mà chúng ta phải xem đoạn quảng cáo để ủng hộ cái ứng dụng này chứ. Rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ vào phòng nó có rất nhiều, là trên cái giao diện này thì có rất là nhiều ha, xóa vật thể là làm nét này, phục hồi ảnh nè, rồi xóa nền này, chữ nè, dây điện chỉnh sửa hiệu ứng mặt mây trời gì đó, nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nét thôi đó. Rồi sau khi bạn nhấp vào cái hình mà bạn muốn chỉnh sửa thì nó sẽ hiện lên cái phần quảng cáo ha. Các bạn xem xong quảng cáo thì nó cũng đã chỉnh sửa xong hình ảnh của bạn rồi đó. Rồi và như vậy là đã chỉnh sửa xong ha. Thì chúng ta sẽ có ba kết quả này: kết quả 1, kết quả 2, kết quả 3. Trước nè, sau nè ha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ xem cái khuôn mặt để chúng ta sẽ dễ nhận biết hơn. Đấy. Phần trước nè, đó trước là nó sẽ như thế này, sau nè, đấy, và nó sẽ có ba kết quả. Kết quả thứ hai nè, thì kết quả thứ nhất thì nó sẽ cho cái độ nét 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 trượt lên, nó nét lên, nhưng độ cái thứ hai thì nó sẽ cho mờ đi, nó giống như làm mịn da, nó mờ đi. Và kết quả thứ ba là kết quả mà nó sẽ là vừa làm mịn da và vừa giữ lại cái nét mắt, mũi, miệng đấy. Còn cái này là nó sẽ nhòe hết luôn, nó nhòe từ trên xuống dưới luôn, cả ngay cả mắt mũi miệng nó vẫn nhòe. Còn cái kết quả 3 thì nó vẫn giữ lại mắt mũi miệng ha. Đó, AI nó sẽ tái tạo lại đó. Còn cái phần kết quả thứ nhất á, thì nó sẽ cho nét lên thôi ha. Trường hợp mà chúng ta biết chỉnh sửa trên Photoshop thì chúng ta sẽ giữ như thế này, tại vì chữ này cái chi tiết nó thực với lại cái khuôn mặt của mẫu hơn. Thì chúng ta lên chúng ta chỉnh lại mịn da này nọ thôi ha. Đấy, chỉnh mịn da rồi chỉnh sáng lên thôi ha. Còn nếu mà chúng ta không biết chỉnh sửa thì chúng ta sẽ chọn cái kết quả thứ ba, mình khuyên các bạn là chọn kết quả thứ ba đó. Sau khi bạn zoom lại nó sẽ như thế này ha. Đó thì nó sẽ ok ha. Đấy, đấy, kết quả thứ nhất này, kết quả một này, kết quả hai này, kết quả ba, cũng tùy thôi các bạn thích kết quả nào thì các bạn sử dụng kết quả đó ha. Đó. Cái ứng dụng khác mà sau khi mình làm nét á thì cái khuôn mặt nó sẽ bị như thế này ha. Đó, mình thấy cái ứng dụng này làm tốt nhất đó, thì nó sẽ ra cái khuôn mặt như thế này. Đấy, đó, mình rất là hài lòng với khuôn mặt như thế này ha. Chỉ cần chỉnh sáng lên xíu là ok ha.
Còn cái phần mây trời này thì trong preset nó có trên Photoshop á. Còn phần thay quần áo cũng như vậy ha. Rồi, AVN xin tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.